Vâng, Phong Lan Rừng BT xin kính chào quý quan chị yêu na trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thì mấy ngày hôm nay vườn em có hai cái mặt hoa rất là đẹp, thì cũng đã được hơn tuần rồi. Tối nay em có dịp mà dành một chút thời gian để lên kênh để giới thiệu quý quan chị đó, một hai cái mặt hoa giống. Cái này vừa nên là có giống rồi nhé. Này, mặt hoa rất là đẹp. Đó, thì trước tiên là một cái giống mắt đỏ. Đây là hai cái giống mắt đỏ tất nhé, quý cô anh chị nhé. Đây em quay buổi tối, quay hoàn toàn tự nhiên nhé, ánh sáng điện nhé. Đó. Như cái này không phải là 24 giờ quý cô anh chị nhé. Cho nên buổi tối nó cũng còn được như thế này. Em quay có vẻ hơi ngược sáng một chút. Còn rất là đẹp, thì quay buổi tối thôi để quý cô anh chị có thể xem cái mặt hoa, một cái mặt hoa rất là đáng sưu tầm, rất là đẹp, mặt đỏ cánh bầu của Hòa Bình nhá, nhưng không phải mắt đỏ cánh bầu Đại của quý cô anh chị nhé. Nhưng mà đây cũng là một cái dòng cánh bầu rất là đẹp, thì quý cô anh chị có thể xem đây cái cánh, khuôn cánh ở đây, cánh nó rất là bầu, cái bông rất là đẹp. Cánh nó bầu như cánh cửu long cao phong luôn. Đó. Cánh bầu mà đặc biệt là cánh sát luôn quý cô anh chị nhé. Quay cận cảnh cho quý cô anh chị xem. Đấy, môi thì môi tuyết, môi rất là dày. Một cái mặt hoa rất là đẹp. Quay buổi tối mà nó cũng còn đẹp như thế này. Buổi ngày nó cũng em bông lụa ra rất là đẹp quý cô anh chị nhé. Cánh nó rất là bay. Quá là đẹp luôn. Cái này vừa nó có rất là nhiều giống của các anh chị nhé. Thế hôm nay em dành chút thời gian thì lên kênh để chia sẻ tới các anh chị những cái mặt hoa đẹp, cứ các anh chị sưu tầm nhé. Đấy, cánh bầu quá là đẹp luôn, một khuôn hoa Đại nhé, không phải khuôn hoa bé đâu các anh chị nhé. Đó. Thì cái này là em cũng mới tách ra đây, mới tách ra hồi cuối tháng 11. Đó, thì lúc đấy là Phong Lan nó bắt đầu bị nghỉ rồi. Đó, thì bây giờ mới đang ra mầm gốc, đang ra cái mầm gốc đó thần rồi. Cái Hòa Bình này thì cô bác, cái Hòa Bình này thì không thể giấu được, đó thần rút rất là chắc, rất là đành thần. Đó, cái này là mới ghép, có một mầm gốc mới ghép mình cái cục cố nhãn. Đó. Một điều nữa em muốn nói với anh chị là để có những cái bông hoa to mà đẹp như cái hoa mà quý cô anh chị, ví dụ quý cô anh chị có thể là xem cái hoa mẫu, đây là hoa tại giò luôn nhá, chứ không phải hoa Photoshop, hoa cỏ ảnh. Thế thì về sang năm đến vườn này các bác là chưa chắc nó được như thế này, hoặc có thể là nó hơn như thế này. Đấy, nó còn phụ thuộc vào để cho ra một cái bông hoa đẹp. Người ta bảo là tốt giống tốt má mà. Để cho ra một cái bông đẹp, một cái bộ thân lá đẹp thì phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là con giống này, cây giống này. Thứ hai là cách chăm sóc này. Đấy, để cho ra những bông hoa to đẹp, đủ tiêu chuẩn với các anh chị nhé. Các anh chị giống hoa nào cũng thế thôi, chứ không phải mua nhà người ta về hoa, người ta cho xem hoa để về nhà mình không được, cái màu nó khác nhé. Cái màu nó cũng có thể là khác, cái khuôn hoa về cơ bản thì nó giống nhau, nhưng có thể cánh nó dài hơn một chút, nó bầu hơn một chút, hoặc hoa to bé hơn một chút, đấy là chuyện bình thường. Tốt giống tốt má, con mẹ nó có to có đẹp thì con nó mới có to mới khỏe được, các anh chị ạ. Chứ một đàn cái thân nó to như ngón tay thì bông hoa nó mấy cái kia ra chắc chắn phải to, phải đẹp hơn rồi. Là một cái thân nó bằng cái đũa rồi, các anh chị ạ. Cái đấy là đương nhiên rồi, các anh chị nhé. Có rất nhiều cô bác nói là về vườn nhà tôi nở hoa nó không được như thế. Cái điều này các anh chị cũng phải thông cảm nhé. Cho nhà vườn các anh chị nhé. Đây là cái mắt đỏ Hòa Bình. Mắt đỏ cánh bầu Đại Hòa Bình. Đó,
Đây là thực tế, ảnh thực tế nhá các anh chị nhá, chứ không phải mua bò về bán nữa, chứ không phải là họ bán nan trên mạng. Bây giờ lừa đảo quá là nhiều, từ hàng ít tiền đến nhiều tiền, em thấy quá là nhiều, rất là xót cho những bác mà những cái bác mà bỏ tiền ra để mà mua, để mà sưu tầm. Tiền thì mất là tiền thì mua giống A nhưng về thành là giống B của các anh chị. A và B tiền nó thực tế nó khác nhau, giá trị nó khác nhau. Thì hôm tới này, video tới này, có thời gian em sẽ chia sẻ được tới quý cô bác anh chị, và đặc biệt là những quý cô bác anh chị mới chơi nam, cách để chọn cho mình những cây giống khỏe đẹp để cho ra những mà cái mầm gốc đẹp khỏe nhé quý cô anh chị nhé. Quý cô anh chị có thể dễ chăm hơn. Quý cô bác anh chị xem kênh mà thấy hay thì thấy yêu mấy em thì hãy nhấn chuông đăng ký kênh ủng hộ em với nhé. Hãy chia sẻ cho nhiều cô bác anh chị, anh em bạn bè cùng biết nhé, cô bác anh chị nhé. Địa chỉ của con em thì cũng em đã nói rồi, nhiều lần rồi. Quý cô bác anh chị ở gần thì có thể đến tại vườn anh em giao lưu nhé, học hỏi lẫn nhau, quý cô anh chị nhé. Một mặt hoa quá là đẹp luôn. Đó, và tiếp đến là một cái mặt hoa cũng là mắt đỏ, thì cái này em còn một giò duy nhất. Năm ngoái này em bán nó hai giò vào trong trong Lâm Đồng, thì các bác là trong Lâm Đồng đó rồi. Một bài đăng hôm trước thì các bác ấy lấy luôn. Thì cách 2 ngày em lên một bài nữa, lên một bài đăng nữa thì bác lấy nốt một cái giò đấy, thì bây giờ còn một giò này. Cái này là cái mắt đỏ Cao Bằng nhé, quý cô anh chị nhé. Cánh thì nó không không phải là cánh bào, cánh thì là cánh sáp đó, cánh sáp môi tuyết vần thùy rất là rõ ràng quý anh chị nhé, cánh rất là bay đó. Buổi tối mà hoa cũng gần như thế này đó, từ vừa ngày hoa nó bay hết cỡ thì rất là đẹp. Đây toàn hoa tại giỏ đất quý anh chị nhé, hoa tại giỏ đất đó, mắt đỏ Cao Bằng quá là đẹp luôn. Cái này vườn em cũng có kỳ em quý cô anh chị nhé, và đây kỳ trên thân thì cũng có quý cô anh chị nhé, đó cũng đang nổ kỳ hết rồi, rất là nhiều kỳ đó. Một cái giống này rất là siêng hoa nhé, đấy cái kỳ nằm ở đây rất là ngắn này cũng hoa quý cô anh chị. Cái mặt hoa quá là đẹp luôn. Mặt đỏ quá là đẹp. Cô bác anh chị yêu mến thì dành cho em một cái nút đăng ký nha. Nhấn chuông đăng ký để ủng hộ nhà vườn nhé. Chia sẻ cho nhiều anh chị em biết, cứ có anh chị hãy nhấn vào chữ đăng ký và nhấn vào hình quả chuông nhé. Em nhắc lại là video tới em sẽ làm về cái cách để chọn cho mình một cái cây giống đẹp và khỏe nhất để cho các bác dễ chăm sóc nhất quý cô anh chị nhé, đặc biệt là những quý cô anh chị mới chơi nan. Thì có nhiều anh chị nói là biết rồi, cái này thì nhiều người chia sẻ rồi, thì còn lạ gì nữa. Có bác còn nhắn tin trực tiếp vào giờ và vẫn còn dạy người ta cách chăm sóc lan. Cái này xưa rồi, xin lỗi quý cô bác anh chị, bác nói một câu là học học nữa học mãi, học cho đến nào nhún lúc đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn phải học phải cô bác anh chị ạ, chứ không phải là không đâu. Người ta bảo là ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường là 8 bạn người giỏi hơn ta quý cô anh chị ạ. Ở nhà mình đẹp lắm rồi, mình siêu lắm rồi, nhưng ra khỏi lũ trẻ nàng nhiều người ta giỏi hơn mình rất là nhiều quý cô anh chị ạ. Cho nên là mình thì nếu mà thực sự đam mê, thực sự cần thì hẳn đến hẳn xem,
năng nghề của các anh chị nhé. Còn một khi mà mình không có đam mê hoặc là mình không biết gì về lan thì mình cũng không nên xem đâu. Thứ nhất là mất thời gian vàng ngọc của cô bác, thứ hai là dành những cái thời gian đấy để cô bác anh chị làm việc khác đi thì tốt hơn nhé. Còn em chia sẻ đây thì chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế, em biết đến đâu thì em nói đến đó. Có nhiều bác như em vừa nói là biết rồi nói mãi, nhưng mà trên thực tế thì có rất nhiều bác là vẫn luôn mất tiền, mà mất là mất cái tiền ngu đấy, vẫn luôn mất tiền ngu vì phong lan ở cái chỗ là mua nhầm, mua bị lừa các anh chị nhé, chứ không phải là không đâu. Bản thân em cũng ăn thịt lừa rất là nhiều lần rồi, mặc dù mình vẫn là hết sức là cảnh giác. Cho nên là những gì mình biết thì mình đã nói, hắn chia sẻ, biết đến đâu thì mình nói đến đấy, với kinh nghiệm thực tế của mình để cô bác anh chị cùng nắm được, cùng hỏi lẫn nhau. Cảm ơn anh chị nhé. Đó, ở phía xa là cái bình gai gừng của em thì em thường chăm sóc phong lan thiên về dễ về kia, thiên về cái dòng GE này nhiều hơn là cái phân thuốc hóa học của quan chị. Em vẫn dùng quanh năm, dùng thường xuyên luôn, chỉ có GE gần thôi của quan chị nhé. Thì hôm nay có hai vườn em có hai cái mặt hoa, và đây là những cái giống, những giò giống này. Đấy, thì có hoa trực tiếp tại giò thì em cũng làm cái video này để gửi tới cô anh chị. Cô anh chị thấy hay, thấy hữu ích cho mình thì hãy giữ lại video và nhấn đăng ký kênh. Thứ nhất là để ủng hộ nhà vườn, để cho em có thêm động lực để làm tiếp những cái video sau. Thứ hai là cô anh chị yêu mến thì để được nhấn chuông đăng ký để còn cập nhật được những cái video mới nhất mà em tải lên cô anh chị nhé. Cuối này em cũng xin một lần nữa xin kính chúc quý cô anh chị một buổi tối vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình.